Và đây là những điều các bạn cần biết về bao ti. Đầu tiên, đó chính là làm sao chúng ta có thể có được bao ti. Thì bao ti ở đây chúng ta sẽ được chia ra làm hai giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn khi mà các bạn từ không bao ti cho đến 2,5 triệu bao ti. Thì giai đoạn này các bạn có thể đi farm wild cũng như là các bạn có thể đi farm boss. Nó sẽ từ từ drop ra cho các bạn bao ti để các bạn có thể từ không bao ti cho đến 2,5m bao ti. Còn giai đoạn từ 2,5m cho đến max bao ti, tức là đến 30m, thì cái giai đoạn này khi mà các bạn chết thì các bạn sẽ bị mất bao ti. Khi mà các bạn đi PvP với những người chơi khác thì người ta sẽ bị drop ra những cái bao ti để các bạn có thể lấy về cho mình. Thì từ cái giai đoạn này cho đến giai đoạn 30m thì nó sẽ cực kỳ là gian nan và vất vả cho những bạn mà mới vào nghề. Tiếp theo là cái cơ chế của bao ti. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cái giai đoạn khác nhau và mình sẽ liệt kê tới đây. Thứ nhất là khi bao ti của bạn chạm ngưỡng 4 triệu bao ti thì các bạn sẽ bị mất bao ti nhiều hơn so với khi mà các bạn chưa lên 4M. Thì các bạn sẽ bị mất từ hàng chục ngàn bao ti khi mà các bạn chạm ngưỡng 4 triệu bao ti ha. Còn nếu như các bạn được 5 triệu bao ti thì các bạn sẽ có được cái title là Pirate Hunter. Còn nếu như mà các bạn chạm ngưỡng 10 triệu bao ti thì các bạn sẽ được hai vật phẩm, đó là Summon Sea Beast và một cái title đó chính là Wallet of the Sea. Nó có màu đỏ rất là đặc trưng. Còn nếu như mà các bạn đã chạm được ngưỡng 20m thì các bạn sẽ được hai title và cũng như được một cái lượng buff rất là kinh khủng. Thì hai title này là title Empire of the Sea và title nữa là một cái phiên bản dành cho các bạn nữ, đó là title Empress of the Sea. Thì cái cơ giới hiện tại là 30 triệu bao ti cho các bạn. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn coi là đối với lại là 30 triệu bao ti chúng ta sẽ được buff gì nhé. Ở đây thì các bạn 500.000 bao ti, mỗi 500.000 bao ti thì các bạn sẽ được một cái buff khác nhau. Hiện tại thì mình đang là 30 triệu bao ti và mình được cộng thêm chỉ số phòng thủ là cái độ trâu bò của mình các bạn là 35%, rất là nhiều các bạn nha. Và cũng như là cộng thêm 22,6% đam khi mà các bạn BBB. Vậy tức là nếu như mình 30M và mình gặp một thanh niên 2.5M thì mình có thể chỉ xài 3 chiêu thôi là thanh niên đã ngủm rồi. Đó là cái sự kinh khủng của cái búp bộ ti mà các bạn có thể thấy được. Tại sao bao ti nó lại đóng một vai trò rất quan trọng trong Bloxfruit? Thì ở đây mình có những lý do sau đây. Thứ nhất là việc làm cho tựa game này có tính cạnh tranh hơn nhờ bao ti. Thì các bạn có thể thấy là một tựa game có tính cạnh tranh cao thì hiển nhiên là nó sẽ có rất là nhiều người chơi. Và tiếp theo đó là việc mà có cái tính năng săn bao ti cũng là một trong những cái tính năng mà nó giúp cho những nhà sáng tạo nội dung như mình cũng như là những người mà làm nội dung về BBB khác, ví dụ Nhóc Giáo 11 hoặc là Tu Du, Rắn rồi Gamer. Đó, những người này thì mình không hề quảng cáo cho họ, nhưng mà mình chỉ bút phem họ thôi. Đó, mình nói nhỏ thôi, các bạn đừng nói cho ai biết. Nhưng mà đó, các bạn có thể thấy là những người này thường thường họ sẽ có một cái dạng content là làm về các cái video săn bao ti trong Bloxfruit. Thì để mà nói dạng video này rất là màu mỡ trong Bloxfruit ha. Và đó là lý do tại sao có rất nhiều YouTuber nổi tiếng nhờ BBB cũng như săn bao ti trong Bloxfruit. Và đó là những điều mà các bạn cần biết cũng như là những lý do tại sao bounty hunting lại rất quan trọng trong Bloxfruit. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy cho mình một like, share và subscribe. Còn nếu như các bạn có nhu cầu mua Robux thì các bạn biết mua Robux ở đâu rồi, đúng không?